con xin kính thưa sư ông. Ba Dạ, thế liễu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Nãy giờ liễu quay mà nghe con chim nó gần kế bên nó kêu hoài á. Sư ông, đó là con chim gì hả sư ông? con chim nó kêu hả? Không, có cái là cái tiếng đó là tiếng tiếng con chim gì á sư ông? Cái con chim nó kêu á thì mỗi cái con chim nó kêu đều có một cái tiếng của nó. Yeah, con chim gì đó của nó, con chim nào nó cũng biết kêu chân mà nó kêu tiếng của nó á. Còn con chim nào nó kêu nó nghe, chứ còn con chim này con kêu con chim kia nó không biết nghe nói gì, nghe tiếng gì. Cũng như mình cái nước Việt Nam mình nghe nước Việt Nam mình nói, mình Việt Nam mình biết, còn nước khác nói mình không biết vậy đó. Con chim nào, cái con chim nào nó cũng biết kêu chứ. Không, con Nhưng biết, mà nhưng mà ý con hỏi là nãy giờ là cái con chim nó đang kêu mà là con chim đó con chim gì á, tại vì con nghe kêu ngay chỗ của sư ông á, tiếng chim lâu gì á. lâu nó kêu ở đây, nó kêu tối ngày luôn, mà nhiều con chim lắm. Cái con chim nào mà nó lại đây tôi không biết, con chim đó con chim gì, còn nó ở dưới gác nó kêu mình đâu thấy nó đâu, đâu thấy đâu biết. Ở đây có nhiều con chim bị giường, mà giường là nó đi ăn á cô, nó đi ăn sâu á, dụ thấy con chim chim mà à, châu chảo cũng có, chim sâu cũng có, rồi chim trồng màu nữa. Mà con châu chảo rồi nó kêu chảo chảo chảo, còn chim gì trồng màu nó kêu khác đó. Dạ sư ông, Đúng thì loài chim có rất nhiều, chim khách nè, rồi còn con rồi. gà nè, rồi con tu hú nè, rồi chim mèo, rồi chim trĩ, chim sâu, đúng, nói chung là nhiều 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 tên đúng không sư ông? Các loại chim, kể là tôi kể loại chim mà cô không thể mà cô nhớ nổi nữa, không biết bao nhiêu loại chim. Cũng như cái loài người trên nước Việt là trên thế gian này á, cô thấy đủ các nước không, mà nước nào cũng nói nước luôn nghe. Thì con chim nó nói con chim nào là nó nói là một cái thứ nó nghe, còn chim khác không biết. Vì con chim khác nó nói cái gì của nó mà đâu biết được. Con chim tu hú á, con tu hú thầy nó kêu tu hú tu hú. Đó là cái hồi xưa trước kia, cái thời kỳ mà cái thời kỳ mà trước đây đó, nó con tu hú á, đó là nó không có cha có mẹ, cha mẹ nó chết hết rồi đó, rồi nó mới ở với cô đó. Cái rồi cô nó chết rồi, nó bây giờ ở có một mình, nó cô độc không ở với ai nữa. Cha mẹ nó chết chứ còn nhỏ, ở với cô nó nuôi lớn lên rồi, cái cô nó đâu nó theo theo dính cô nó, cũng giờ ở với mẹ gì đó, nó đâu có cha có mẹ gì. Cha mẹ chết hết, cái nó ở với cô đó, sau này cô nó chết nữa, cô nó già chết nữa rồi nó bơ vô cô đọc có một mình. Cái biết không, nó buồn á, nó buồn nó đi kiếm cô, nó hoài cô nó chết rồi đâu còn nữa, mà nó biết kiếm ở đâu cho được đó. Kiếm hoài nó kêu cô đó, nó kêu cô ố à, mà đó mà mình không biết mình là tu hú, bởi vì cô nghe tu hú á, mình là con tu hú không phải, nó là không phải con tu hú. Nó kêu cô ố, tức là kêu cô đó đó, nó kêu hoài tối ngày, nó kêu 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 tới bây giờ nó cũng kêu vậy đó. Chứ còn cái con tu hú á là nó kêu vậy đó, nó kêu cô đó chứ không phải là nó kêu tu hú. Mà cái người đời mình nghe nghe nó kêu tu hú rồi là con tu hú, chứ là nó đâu phải con tu hú. Vì vậy chứ không phải là giống như một con chim chim trống mà gọi con chim má, giống như gọi bậu ơi, giống giống như gọi vợ vậy đó hả sư ông? Con nghĩ giống như Bạn ơi, là vậy đó. nó cũng vậy là vậy đó, mà nó cũng kêu tiếng của nó đó, thì nó cũng y như người người ta mình, nhưng mà tại cô không biết tiếng chim. Cũng như cái con chim khách đó, con chim khách đó, nó đâu giống như con tu hú. Con tu hú là có hai loại, một thứ là loại tu hú đen, gọi là tu hú quạ, nó đen như con quạ vậy đó, nó gọi tu hú quạ. Còn con tu hú rằng á thì nó có sọc như con chim cú vậy đó, nó có sọc đó. Rồi cái con chim khách đó thì nó đen thùi lùi, nó đen thùi lùi.
mà nó kêu khách, nó kêu có khách, nó kêu cô nghe rõ ràng đó. Bây giờ người ta nói con chim khách á, mà nó lên dữ lắm, nó hay dữ lắm, con chim khách á, con chim khách mà cô thấy bạn nào cô nó không có kêu ha, thì không có khách. Mà ở trong rồi nó kêu rồi ha, nó kêu rồi bữa nay mày có khách tới á, mà con chim khách mà kêu sao hè lắm, con chim khách nó kêu sao hè, cô nghe nó kêu sao hè, đó là khách ở xa, khách ở xa nha. Còn nó kêu trước cửa, nó kêu trước cửa và nó đậu trước cửa, nó kêu khách gần đó, là khách ở gần á. Nó kêu nó lại gà, nó kêu nó đi ăn, mà nó kêu có khách, nó kêu cô gà có khách rõ ràng vậy đó. Bây giờ nó có chim khách á, còn chim khách nó kêu đó, hay lắm. Và cái con chim khách á thì nói con chim chèo bẻo á là giống mình không khác chứ, mà con chim chèo bẻo nó ở mình đúng không à, nó ăn mấy con trâu trấu á, mấy con cào trầu trâu trấu á, nó ăn ngoài đồng người đủ. Còn cái con chim khách này nó ở trong vườn, nó ở trong cây cối trong vườn, con chim chèo bẻo nó ở vườn. Bởi vì cái nó là nó hồi bắt đầu mà nó có đầu thai cái con chim chèo bẻo rồi thì nó ở ngoài vườn, không tới cho đến bây giờ nó đâu có ở trong vườn, nó ở ngoài vườn, nó ở lại mà nó bắt mấy con cào cào trâu trấu nó ăn á. Hồi thời xưa đó thì nói có con chim chèo bẻo nó có một cái sự kết á, nó là nó cũng là người ta đó, nó cũng là một anh chàng mần ruộng nông phu làm ruộng rồi, cũng mấy cái người kia cũng là người ta, là mấy người ta mà nó đi ăn trộm đó, đi ăn trộm sống kêu mồ ngàn trộm rồi. Cái anh chàng đó mần ruộng, cái về mần lúa đó, mần ruộng rồi á, mới là đập rồi để ngoài ruộng một đống lúa ngoài ruộng vậy đó. Cái tối mình ngủ giữa lúa, nó sợ trộm lấy á, cái ngủ giữa lúa, cái hai thằng ăn trộm lại nó giết anh chàng ngủ giữa lúa, nó chết đi, cái nó xúc lúa, lấy xúc lúa trộm, cái nó đem về trà. Cái mà tới chừng cái gần anh chàng mà ngủ dưới lúa nó chết đi, mà rồi cái sao cái hai thằng ăn trộm đó nó chết á, chết cái là kêu bằng Ngọc Hoàng á, kêu bằng bắt ông trời, ông ấy mới bắt tội hai cái thằng mà ăn trộm á, thì bảy đầu thai cái con cào cào với con trâu trấu á là đặng mà cho con chèo bẻo nó ăn lại, rồi con chia con cái người mình, cái anh chàng mà ngủ dưới lúa đó, cái bảy đầu thai con chim chèo bẻo. Đây là cái cứ mỗi khi tháng giêng mà lúa chín á, tháng giêng lúa chín bằng ruộng á, mà bằng ruộng á thì giặt bằng ruộng rồi á, thì cái bằng lúa rồi á, trơn cắt lúa còn có lạ không á, thì cái lúc đó là cọc cào nóng hết trơn, nó quá xanh á, cọc cào nó quá xanh, cọc cào trâu trấu nóng hết trơn, thì cái anh chàng mà ngủ lúa đó thành con chim chèo bẻo, mới ăn lại mà trả thù á, ăn lại. Tới bây giờ đó là ăn toàn không ăn cái gì mà ăn cái con chim chèo bẻo, là ăn toàn là cầu cào trong trấu không, mà nó cũng con chim chèo bẻo nó cũng có đẻ chim trống chim mái, nó cũng đẻ rồi nở ra thì cũng con chim chèo bẻo nữa. Còn cái giống mà cào cào trong trấu là nó quá xanh là cái dưới cầu cào trong trấu nó quá xanh. Tới lời nào từ đó giờ cũng là cầu cào trong trấu, biết bao nhiêu đó nó ở ngoài luôn á. Là ăn là cái con chim chèo bẻo đó, rõ ràng đó, con chim đó nó con chim đó nó xám xám, nó không có đen như con, mà nó cũng giống hệt như con chim khách, cái đuôi nó cũng giống hệt, mà cái cánh mình mấy cái đầu cũng giống hệt, mình đều nó khác. Con chim khách nó đen, con chim này nó xám xám, nó không có đen, đuôi cánh nó cũng giống hệt, mà nó kêu khác, nó kêu khác không có chứ. Con chim khách là nó kêu có khách, con chim kia nó kêu chát 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 à, kêu con chim ăn chèo bẻo các cái loài chim nó kêu đều khác hết, không có chim nào giống, biết bao nhiêu là thứ chim. Còn cái con chim manh manh thì nó kêu gay lắm, dưới nó ca nó hát hay lắm. Nó mà dắt trưa 12 giờ trưa nó ca hay thiệt là hay, cô nghe hay lắm. Nó ca giọng lên giọng xuống rồi nó kêu nó lý nghe hay lắm. Dưới mà cô chim lá rụng á,
nó trưa trưa 12 giờ trưa là nó ca nó lý hay vậy đó, nó hót nghe hay vậy đó. Mình ở đây không có chứ, người ta bắt người ta bán thiếu gì, người ta bắt người ta bán cái với bà, cái với bà là nó bán trầu luôn, biết bao nhiêu chiêu bán, như nó bán có bằng lòng chiêu biết bán lòng không á, đăng mà ai mà mua gì được cho nó bán, nó bán nhồng núi với nhồng đất của mình ở đây là sao chớp sao gậy, là dòng dọc áo già manh manh là chim chim sắt gì đủ hết, nó bán đủ các loại chim á. Ở cái với bà nó bán biết bao nhiêu đó nó bán, rồi có người ta đi với bà đó, người ta làm phước, người ta mua người ta thả nữa, ta phóng sanh á, mua thả tại đó luôn, mua cái là mua thả tại đó luôn. Sư ông còn hay nghe cái câu là quả kêu tu hú á sư ông. Là sao hả sư ông? À, cái câu đó là có một cái sự tích thì đến nhà ở đây rồi đó, từ đó giờ đến con hoặc từ tu hú á, Dạ. là luật kêu là cái con tu hú á thì nó làm biết không, nó đẻ tới không đẻ, nó không có là mẫu, nó là mẫu ai đâu sẵn đẻ nha, rồi cái con quạ nó đẻ thì nó là mẫu, mà nó làm ổ, cái ổ nó bự lắm, cái ổ nó bự bự cũng như là bằng bằng cái nón lá vậy đó, nó làm ổ nó bằng bằng nhánh cây khô không à, lắm bãi mà ổ nó bằng bằng bằng, bằng nhánh không, cô thấy trong đống dữ liệu như vậy đó mà nó đẻ gì mà đẻ không biết, nó đẻ con quạ không có đi nhiều, đẻ đẻ có 2 trứng à, 2 trứng là tới chừng nở thì nó nở 2 con, còn trống còn mai con nào cũng đẻ 2 trứng là nở hai con à. Rồi đó, rồi cái con tu hú á thì đó không à, nó không có là bổ, mà nó chỉ là nó kiếm mấy con quạ mà làm ổ đẻ đó, thì nó lợi đó cái mổ cái trứng con quạ đó nó bổ đang chừng nó bỏ ăn hết trời, cái nó đẻ cái trứng nó vô đó, cái giường con quạ nó ấp ấp nở ra nở con tình tôi hú không à, bởi vì đâu phải con nó à. Sư ông, vậy là cái câu mà quả kêu tu hú là vậy hả sư ông? Rồi cái con tu hú nó lỡ quạ cái đang nó ăn 2 cái trứng quạ được, nó đẻ rồi đó, nó đẻ rồi đó 2 trứng rồi đó, con quạ nó đâu biết, không biết nó cũng tưởng là trứng của nó thấy không, cái nó ấp cái con quạ trống quạ mái gì nó cũng ấp, giờ khi mà con quạ mái ấp tới chừng đói đi ăn con quạ trống rồi ấp riết cái nở tới ngày nở tới tới nở mà nó ấp á khoảng 20 ngày mới nở chứ không phải 50 ngày nở đâu, cái khi mà nở ra thì cũng cũng ra 2 con à, cũng ra 2 con cũng còn trống còn mái, rồi hai hai con nó lớn lên thành 2 vợ chồng á, 2 chồng á lớn lên thành 2 chồng ăn ở nhau đẻ nữa, rồi cái biết không, cái nở ra con tu hú, rồi cái nở ra đó, nở ra thì cái con quạ mà nở ra nó ra mồi vậy đó, nó đi ra mồi đàn trống đi ma gì đâu, mấy con heo con gà gì mà chết luộc sinh đường thúi vậy, nó lậu nó ăn dữ lắm, nó ăn luộc sinh đường thúi trống thì nó cũng ăn đó, trống ăn dữ lắm, quả đàn trống đó. Hồi xưa mày mày làm mày giặt giả chồng chầu rồi cái chỗ đặt xong mới làm đặt trên bãi cô chấp định cô cho nó quạ cho cô bay của mày cô nghe chỗ nào mà quạ nó la nhiều không là chỗ đó có con chồng nằm á, nó quạ nó ăn rồi cái nó tha đó, nó ăn vô bụng á hay lắm, nó ăn vô bụng no cái nó mổ nó ăn vô bụng no rồi cái giật cái nó ói ra cho con ăn, mà con tu hú mà nó đâu nó ăn trái cây không à, mà nó quả thì nó đúng rồi, nó đúng rồi thịt thịt đồ thối luôn sinh không chứ đâu có con chú đúng mà nó đúng trái cây rồi cũng ăn à, ăn riết lớn thì riết lớn bay đó bay được á, mày toàn là ăn ăn thịt đồ sinh đồ thối không bị quả đó đúng quá, khi mà lớn lên bay được là nó không theo quả mà nó bay được là nó cũng theo tù hú à, bởi vì tù con tù hú á là cha mẹ của nó đó, là đủ chưa chưa nó đâu có theo con quạ bị dụng giống rồi, nó đâu phải là con quạ, con nó là con tu hú mà con tu hú với con quạ nó đâu có giống đó, bởi vì nó lớn lên là
nó thấy cái con chú bú là nó nói là cha mẹ của nó, còn con quạ nó thấy không phải rồi, là không có giống nó thì lớn cái đâu, đâu có giống con quạ đâu. Rồi cái nó mới theo chú bú. Rồi cái con quạ đó thì nó khi mà con nó nở lên công kỹ đó, nó ấp 20 ngày, khi mà nở ra con rồi đó, lúc con lớn là biết bay đó, nuôi lớn cho biết bay đó, chứ còn đến đến khi mà trưởng thành rồi đó thì nó đi theo thu hú, nó không có theo quạ nữa là nó cũng mất luôn. Bởi vì con quạ nó thấy vậy, nó mới thằng nó nói gớm tay thu hú vô tình đang mất trứng mà lại giành mất con. Nó nói con thu hú à, giành con của nó con. À, bởi vì cái đứa con quạ con thu hú đang mất tiêu rồi, hai đứa quạ đang mất rồi, nó đẻ rồi đó, đẻ cổ đó là đẻ con của thu hú rồi. Mà khi mà nó lớn lên, con quạ nuôi tới giờ mà nó trưởng thành, nó biết bay, nó bay nó cũng theo thu hú nữa, nó đâu có theo quạ. Rồi con quạ nó nói là con quạ mà nó nói là con cái con thu hú dành con của nó, nó nói là gớm tay thu hú vô tình đã ăn mất trứng mà dành mất con, trứng của nó ăn hết mà lại còn dành con của nó nữa đó. Ai rồi người ta nói là con quạ thì nó nuôi tu hú. Rồi Quả có cái câu này tiên đó. Ta hỏi chứ con quạ thì nuôi tu hú, còn con nhiều ai nuôi? Con biết nhiều ai nuôi à, dạ ai sao không? Có nhiều, tôi con không biết là ai nuôi, tôi biết không? con nhiều nuôi nuôi con ha. Bởi Dạ. vì khi con nhiều á, tôi biết hồi đó tôi biết con quạ con nhiều đều nó đẻ, tôi biết chưa? Con nhiều nó đẻ ra đó. Con nhiều nó đẻ ra thì nó ấp, nó lớn lên là không có con gì ăn trứng á, nó cũng nó đẻ ra rồi con nó ấp nở con là cũng nở được con nhiều nữa, rồi nó theo mẹ nó là nó theo mẹ của nó cũng là con nhiều à. Bởi vì con nhiều con là con nhiều mẹ nó nuôi, chứ còn không ai nuôi hết. Còn con thu hú là con quạ nuôi nha. Bởi vì con quạ nó ấp mà nó không có ấp, nó đẻ trứng, nó lại cái ổ quạ nó mổ trứng con quạ nó đưa gỗ đẻ rồi đó, đẻ trứng rồi đó, cái con quạ ấp nó lớn rồi, quạ nuôi nuôi biết nó lớn trưởng thành biết bay rồi, nó bay rồi cũng cũng theo tôi hú rồi, nó theo tôi hú, nó còn con quạ nó có theo rồi theo hú ăn trái cây nữa, con chú không có ăn thịt, nó ăn trái cây không, nó ăn trái trái sắn này, sắn chín á, trái sắn trái cơm nguội rồi cái gọi nước trái cánh rồi đó, cái chín á, cái chín nó cũng ăn, nó ăn nó, trời ơi nó ăn đúng đỉnh, con thấy ghê lắm, con thú á, cái đúng đỉnh mà đúng đỉnh non đấy ăn. Rồi cái nó già nó chín ăn thôi, mà cô lấy mà cô tha vô trong bình cô ấy nha, cũng như là cái mồng cái chín mà nó đen vậy đó, cô tha nó đỡ chặt rồi đó, là cái thằng con của chín rồi đó, nó bự lắm rồi, nó ngu lắm, nó kêu bằng 15 16 tuổi mà nghèo, cái gia đình nghèo, hai chồng nghèo, cái gia đình nó nghèo dữ lắm, hồi giờ chưa bận bố tội không ra, không có được bận gia giải nữa đó cô, không có giải bận, hồi xưa bận giải cha không có giải bận, tại sao tôi nói 16 tuổi mà nó còn cái chuyện chồng nó đi tối ngày sớm, cái đàn không có đi bắt chim đó, nó chồng đàn thôi cổ nó đi giá sớm luôn, nghèo dữ lắm. Rồi cái ông nó ngu gì đâu, là nó ngu, rồi nói cái cha đụng đỉnh á, cái đụng đỉnh mà nó sai dữ lắm, cái bụng đỉnh nó sai lắm, mà nó chín, nó già nó chín cơ bằng. Dạ con xin cảm ơn sư ông. Dạ, thế Thôi liễu bà. xin kết thúc video tại đây ạ. À. Thế liễu xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân tâm luôn an lạc ạ và vạn điều may mắn ạ. À. Xin hẹn cô chú, anh chị và các bạn vào những video sau.